Trên nền tảng TikTok hiện nay, anh Nha Đen Kabaylem là một trong những gương mặt nổi bật với hơn 106 triệu người theo dõi. Anh vốn là người gốc Senegal, một quốc gia ở Tây Phi, và cùng gia đình chuyển đến một thị trấn nhỏ ở Italy để sinh sống từ năm 9 tuổi. Chàng thanh niên da đen này có xuất phát điểm như bao người khác, tốt nghiệp xong rồi làm công nhân cho một nhà máy sản xuất thiết bị điện tử ở địa phương. Đến khi đại dịch Covid-19 bùng nổ khắp thế giới vào tháng 3 năm 2020, Kabaylem bị sa thải và phải nghỉ việc ở nhà. Cũng từ đây, anh chàng bắt đầu làm những clip vui đăng tải lên TikTok để giải trí. Chia sẻ với truyền thông địa phương, anh cho biết việc mình bỗng dưng nổi tiếng hoàn toàn là sự việc chưa bao giờ anh nghĩ tới. Tuy trở thành hiện tượng toàn cầu và kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh vẫn ra video đều đặn với mục tiêu đơn giản là mang đến tiếng cười cho mọi người dựa trên tinh thần Less is More. Nội dung đăng tải trên TikTok khi ứng dụng vào thực tế dường như cũng rất hiệu quả và đơn giản, đem lại nguồn năng lượng tích cực từ chính một chàng trai trẻ hài hước và nhẹ nhàng. Với chủ đề Anh Da Đen Kabaylem là ai, mong rằng những tin tức trên đã mang đến cho bạn đọc những thông tin bổ ích liên quan đến sự nghiệp và đời tư của ngôi sao TikTok toàn cầu này.